Kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm Canh Tý là bằng ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là Ấn Tinh, mệnh chủ tuổi Mùi, sinh năm 1955, nạp âm ngũ hành là Sa Trung Kim, đa phần là người cần kiệm, trung niên suôn sẻ, ít dựa vào anh em, gia đình hòa hợp, lập gia thịnh vượng may mắn, về già tụ tài. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ kim tương sinh nên dễ dẫn tới mệnh chủ thường xuyên bị những bệnh tật liên quan tới đường tiêu hóa hoặc các bệnh liên quan tới hệ hô hấp. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính quan. Trong năm nay thì mệnh chủ tuổi Ất Mùi dễ gặp phải tình huống bất ngờ. Bạn cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Năm nay dễ bị áp lực đến từ gia đình, làm cho bản thân cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với công việc và cuộc sống, loại áp lực này sẽ trở thành động lực bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp cần phải cân nhắc đầu tư bất động sản. Với những người tuổi Ất Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi theo chỉ định của chuyên gia phong thủy để hóa giải vận thui, tăng cường tài lộc. Tổng quan vận hạn của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 Canh Tý 2020. Mệnh chủ tuổi Ất Mùi nam mạng trong năm 2020 là 66 tuổi, bị sao thủy diệu chiếu mạng, hạ thiên tinh và vận niên xà hãm tỉnh. Sao thủy diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ cho lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao thủy diệu chiếu mệnh thì thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8, khá giống với sao thổ tú. Người xưa có câu thổ tú thủy diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao thủy diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi bị ốm đau, song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao, dễ bị té ngã dẫn tới trụy thai. Mệnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng, trong năm 2020 là 66 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng, hạn tam kheo và vận niên xà hãm tỉnh. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 âm thì sẽ rất tốt, bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai, tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chỗ đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ, có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 66 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, Ất Mùi sinh năm 1955 là 66 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 55 cần phải tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nam mệnh sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Với nam mạng Ất Mùi sẽ thuộc cung ly hỏa, xét theo cung tứ mệnh thuộc đông tứ mệnh. Vì vậy,
sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là Nam Phục Vị, hướng Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Giác, hướng Tây Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là hướng Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao lập tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong căn nhà sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bổ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tử và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 55 cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Ất hợp với canh hóa kim vào những tháng 1, 2, 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là canh, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi canh như là canh thân 1980, canh ngọ 1990, canh tuất 1970, canh tí 1960. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi, hóa, mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ, tương ứng là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này, cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này, rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mão thì sẽ chọn ngày hoặc giờ là hợi, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi hợi sẽ chọn ngày giờ là Mão. Tuổi thiên lộc,
Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về tiền tài, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão sinh năm 1951 hoặc 2011, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Ất Sửu là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984, Mậu Tý 2008, Bính Tý 1996. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Ất Mùi sinh năm 1955 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Mậu Thân 1968, Nhân Thân 1992, Canh Thân 1980, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956. Do Sửu Mùi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Mùi. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Ngọ, Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn tuổi Mùi trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Vị trí cung tài lộc: Mão tại phương vị Đông 97,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí, an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kết quả tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình nhé. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến vận động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường đặt đó là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé. Thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc, có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong cuộc sống và công việc. Đặc điểm của loài cây này là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Ngọc ngân trong phong thủy cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân.
cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái, mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mảnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa là mang đến may mắn, sức khỏe, vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ tư vấn từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi, ứng dụng và cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.